Chào mừng quý anh, chị đến với kênh Tử Vi hôm nay. Tháng 11 năm 2023. Xem giờ, ngày tốt, tháng tốt trong ngày để nắm bắt công danh, sự nghiệp, tiền tài, tình duyên một cách hiệu quả. Anh, chị hãy bấm đăng ký kênh, like để dễ dàng theo dõi video mới nhất, được ban biên tập chương trình đăng tải mới nhất mỗi ngày nha. 1. Tuổi Tỵ tháng 11 năm 2023. Nguyệt lệnh lâm tuyệt nên mọi sự đều dễ lâm vào tình cảnh bế tắc, rối ren. Ngay từ đầu tháng 11 Tỵ đã cảm thấy khó chịu và gặp nhiều việc không được như ý mình muốn. Đường công danh không sáng, hay bị tiểu nhân chèn ép, nói xấu, hạ bệ nhau. Rõ ràng là nước sông không phạm nước giếng, nhưng vẫn có kẻ ghen ăn tức ở muốn kiếm cớ gây sự làm ảnh hưởng đến thanh danh và con đường thăng tiến của Tỵ. Tiểu hao tác động khiến túi tiền của tuổi Tỵ bị hao hụt phần nhiều, đa phần là không giữ được tiền. Mới nhận lương lại thấy lương biến mất do trong gia đình có quá nhiều việc cần đến tiền, đám đình cực nhiều. Đồng thời, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình tháng 11 này không được tốt lắm, sẽ xảy ra tranh chấp vì những chuyện nhỏ nhặt, người tuổi Tỵ cũng sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. 2. Tuổi Ngọ tháng 11 năm 2023. Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy tháng mới của tuổi Ngọ có nhiều sự chuyển biến đáng kể. Người trẻ ngày càng có nhiều bước tiến mới, nhưng những người ở tuổi xế chiều thì khá u sầu và chán nản. Bất kể là làm công việc gì, người tuổi Ngọ đều có thể suy nghĩ tích cực và có động lực làm ăn. Mọi vấn đề chưa giải quyết trước đó đều có thể được giải quyết trong tháng này. Ảnh hưởng của tam hợp thực sự là ánh sáng cứu vớt công việc của bạn. Tháng này khó cầu công danh, thi cử nên đừng tốn công vô ích đổ tiền vào những việc này. Thay vào đó hãy đầu tư kiến thức và tập nhẫn nại với những vấn đề liên quan đến tiền bạc do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm thai. Có 3 cách để giải quyết mọi vấn đề tình cảm trong tháng 11 cho Ngọ: chấp nhận, thay đổi, rời xa. Nếu không chấp nhận nổi thì phải thay đổi, nếu như không thay đổi được, vậy thì phải rời xa, đừng bi lụy vì bất kỳ ai hết vì họ không xứng. 3. Tuổi Mùi tháng 11 năm 2023. Xem tử vi hàng tháng tuổi Mùi phát triển thuận lợi nhờ nguyệt lệnh lâm dưỡng. Bạn có quyền được hy vọng về một tháng mới gặt hái thành công mới, nhưng thành hay bại chủ yếu phụ thuộc vào thái độ sống của bạn. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy sự cần cù, miệt mài của bản mệnh trong công việc, làm ăn có trách nhiệm, uy tín nên ai cũng phải nể, lúc nào cũng phải làm xong việc, chỉnh chu thì tâm mới thấy thoải mái được. Mặc dù vận may tiền tài khá ổn, nhưng người thân, bạn bè thường hỏi vay tiền. Điều này sẽ khiến tuổi Mùi cảm thấy có chút phiền phức, thậm chí toàn bộ số tiền vất vả kiếm được cũng sẽ bay trong phút chốc nếu bạn đồng ý cho người ta vay tiền. Mùi yêu đương tỉnh táo, tình cảm và lý trí rõ ràng, không giận hờn vô cớ, có vấn đề là cả hai bên sẽ ngồi lại giải quyết với nhau nên cũng đỡ mệt mỏi vì tình hơn tháng cũ. 4. Tuổi Thân tháng 11 năm 2023. Tam hội và trường sinh chiếu mệnh thay đổi toàn bộ cục diện vận trình của tuổi Thân trong tháng mới. Sự thay đổi mang ý nghĩa tích cực, giúp bạn có niềm tin hơn vào cuộc sống và đón thêm những tin vui bất ngờ. Người tuổi này làm ăn khấm khá hơn thời gian trước rất nhiều, nhưng ngặt nỗi bạn khá bận rộn và phải đi đây đi đó thì mới phát triển được. Ai càng năng động thì càng thu được nhiều thành tích do ảnh hưởng của dịch mã. Tam hội đi cùng trường sinh cho thấy lộc lá của tuổi Thân trong tháng 11 nở ra là nhờ phước phần của con giáp này. Trong đầu tư và quản lý tài chính có những cơ hội nhất định, nhưng bạn cũng cần phải thận trọng và lý trí để tránh những sai lầm do lòng tham. Tháng này rất tốt cho việc cưới hỏi, sinh con, tỏ tình hoặc đoàn tụ với người thân, hẹn hò. Vì thế nên bản mệnh hãy mở rộng trái tim để đón nhận những sự kiện tích cực tìm đến mình. 5. Tuổi Dậu tháng 11 năm 2023. Nhờ sự trợ lực của tam hội và mộc dục nên tháng này Dậu có nhiều tin vui mới, vận trình đang chuyển biến theo hướng tích cực và sẽ có những sự kiện hoàn toàn mới xảy đến không nằm trong tầm dự đoán của bạn. Nếu đang lo lắng cho những khó khăn ở thời điểm hiện tại, mệt mỏi vì vấn đề công việc thì bạn sắp được giải thoát rồi, nhờ tam hội dẫn lối nên sớm thôi Dậu sẽ thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Mộc dục đem tới sự mạnh mẽ và sinh trưởng nhanh chóng, vì thế nên túi tiền của Dậu tháng mới rủng rỉnh hơn hẳn. May mắn hơn là tránh được nhiều họa lớn về tiền bạc. Thái Dương đem tới sự vượng duyên cho nam mệnh tuổi Dậu. Bạn nam nào muốn thoát ế thì nên tích cực tán tỉnh, hẹn hò trong tháng này. Có lẽ gia đình cũng đang hối thúc khá nhiều, bạn cũng nóng lòng nhưng duyên chưa tới. Không sao cả, chậm mà chắc, rồi sẽ gặp đúng người.
6. Tuổi Tuất tháng 11 năm 2023. Quan đới nhập mệnh đem lại sự lạc quan và khí thế tưng bừng cho tuổi Tuất tháng mới này. Dù gặp nhiều cản trở đến từ thái tuế nhưng nhờ bản lĩnh kiên cường nên tuổi này khó có thể tụt dốc nhanh như bản thân vẫn nghĩ. Thái tuế lâm vận cho thấy Tuất dễ gặp phải những quyết định quan trọng trong học tập, sự nghiệp hoặc những dự án và nhiệm vụ mới đòi hỏi những lựa chọn và hành động sáng suốt. Bạn không chỉ có thu nhập từ công việc tốt mà còn có kỹ năng đầu tư, quản lý tài chính tốt và có thể kiếm được rất nhiều tiền. Ngoài ra, người tuổi Tuất còn có cơ hội gặp gỡ những người có tài sản ròng cao, điều này sẽ mang lại nhiều cơ hội và lợi ích hơn cho việc đầu tư của họ. Quan đới cho biết tháng mới nữ tuổi Tuất có sắc thái tươi tắn và khả ái hơn hẳn, lúc nào cũng là người tháo vát và sôi nổi trong đám đông nên cơ hội được người khác giới làm quen rất cao, bên cạnh đó bạn còn quen được nhiều người có chung tần số với mình. 7. Tuổi Hợi tháng 11 năm 2023. Người tuổi Hợi sẽ có vận may tổng thể tốt vào tháng 11 năm 2023, bởi họ tràn đầy năng lượng, làm theo thiên hướng tích cực, có những bước tiến vượt bậc, có tài lãnh đạo mạnh mẽ và cũng rất thành công trong vấn đề nhìn người. Lâm quan tiếp thêm tinh lực giúp sức làm việc của Hợi trở nên dẻo dai hơn rất nhiều, càng ngày bạn càng chăm chỉ cày quất và nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc mình đang làm, không lừa lọc gian dối, nói được làm được. Cuộc sống của bạn khá ổn định, không có nhiều nỗi lo về tiền bạc, không có mất mát lớn trong tháng 11 nhưng đôi khi suy nghĩ còn hơi hà khắc, cứng nhắc và bảo thủ nên khó kiếm được tiền to. Cuộc sống là một vòng tuần hoàn, người này đi khắc có người mới sẽ tới. Điều gì nên buông thì buông, những gì tốt đẹp thì mình giữ lại, số phận đưa người ta đến và đi là đều có nguyên do của nó cả, thế nên bạn không cần phải suy nghĩ nhiều. Ban biên tập cảm ơn quý anh, chị đã theo dõi hết video trên kênh. Mong quý anh chị cho một like và một lượt đăng ký kênh để dễ dàng theo dõi ạ. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều.